Okay, give it to me. Thank you. Pick it up. Pick it up. Pick it up. Give it to me. Keep that ball. Keep it. Thank you. Good boy. 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 Pick it up. 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 Sorry. Okay. Okay, good, 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 good. Give it to me. Give it to me. Thank you. Good boy. Good boy, good boy, good boy, good boy, good boy. Okay, good boy, good boy, good boy. Pick it up, pick it up, pick it up. Ba nhanh nè ba. Pick it up. Giờ con kêu nó đưa cho con. Giờ con trường cho nó chơi xíu. Give it to me. Give it to me. Give it to me. Đưa đây. Give me that ball. Chị, give it to me. Nó bắt cục xương. Con cá hả mày? Con cá rô gì đó. Dạ. Yeah. Nó đẩy đẩy con cá đi lên đó. Dạ. Yeah. Nó hay. Dạ. Dạ. Nó cái cục cục xương heo của chó. Ai nó chơi cái ống nước. Ừ, chơi ống nước hả con? Ừ, đó, thấy không? Chơi ống nước. Chị chị, pick it up. Ông nói, trời ơi, sao mà sướng ba nè ba, huấn luyện lại nè. Nè, vô coi lụm banh đưa con này nha. Đưa đàng hoàng nha, chính xác nha. Pick it up, give it to me. Hey, give it to me. Give it to me. Give it to me. Give me that ball. Đây là mấy chuột mới ra mà vậy thì cái chuột vào nó bị rụng ở cô chị ạ. Nhắm phải đó, nó bị ấy nó mới rụng. Không nọ tôi có một cái cây mà ra Give me that ball. Có người phân tâm này nên nó sẽ không hay lợi. Thua.